chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi thăm chợ Mù Căng Chải ở trên thị trấn Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Đây là toàn bộ khung cảnh của chợ Mù Căng Chải. Đây chợ này họp vào hàng ngày, vào cuối tuần thì đông hơn một chút. Ở đây chủ yếu người ta bán táo mèo. Táo mèo này bao tiền cân hả anh? 10.000 một cân à? Vâng. Táo mèo này là về là ngâm rượu đúng không? Hoặc là mình bỏ đường vào mình ngâm để lấy cái nước mà mình uống vào mùa hè đấy nhỉ? Hoặc là mình làm hoa quả dầm đấy. Vâng. Vâng. 10.000 một cân này. Đây 10.000 một cân táo mèo. Đây là 10.000 một cân là bán xô tất cả các loại hay là quả to như này thì mới 10.000 anh? To này 15.000 đấy. À to là 15.000 à? À còn quả là 20.000. Cái táo mèo này hoặc là mình thái cái lát mỏng mình phơi khô ra mình ngâm rượu cũng được mà. Đây rất nhiều khách du lịch đến mua táo mèo của bà con ở đây. À đây là củ khoai sọ phải không chị? À khoai sọ. À, khoai sọ. Còn đây là củ cải tím. À. Củ cải đỏ ạ. À cải đỏ ạ. Và củ cải đỏ. Củ cải đỏ không? Đây là măng trúc hả chị? Đây là măng măng đắng ạ. Măng này thì bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Giá? Một bó là 2.000 á? À một bó này là 5.000. À tức là một bó này là 5.000. À nhưng mà cái này là về là đầu tiên mình phải luộc đi, xong bắt đầu là mình mới đem vào mình thái mỏng mình xào chứ nhỉ? Một bó là 5.000. 5.000 là được đôi 4, 6, 7, 7 cái. Vâng. À đây à, cũng mua 5.000 một bó này chị. Bây giờ cái này là về là mình sẽ phải luộc đúng không? Luộc đi xong rồi mình xào nhỉ? À luộc hoặc là luộc hoặc chấm mắm tôm đúng không? Ồ, đây cái củ này nó gọi là củ ấu tẩu. Củ này ấu tẩu. Cái củ này nhá mà mình mà ai mà bị như kiểu mà bị ngã cái vết thâm nó thâm ấy thì mình rửa sạch cái đi và mình bỏ vào mình ngâm rượu tầm cỡ khoảng 3 tháng thì mình bóp vào những cái vết thương nó không bị xước ấy và vết thâm ở đấy. Hoặc là ấu tẩu này là một cái món rất là ngon ở trên Hà Giang này, người ta nấu cháo đúng rồi, phải nấu kỹ. Ơ thế quả này là quả gì đấy chị? Cả gai làm gì hả chị? Cái này để ăn anh ơi. À đây. Nhưng mà ăn là ăn như nào? Nấu ăn như nào chị? À, cái này ở trên bọn em là luộc kỹ với lá đu đủ, lá sắn rồi các loại rau thơm các thứ ăn chung. À ăn chung. Chưng mẻ lên chấm ăn ngon. À rồi cũng là một loại rau đúng không nhỉ? Vâng, rau. Như là quả cà. Còn ở đây như là rau răm đúng không hả chị? Đúng rồi. Đây là rau răm hả chị? Vâng. Ôi rau răm ở đây lá to nhỉ? Ôi lá rất là to. Rau răm. Đây cũng là chợ bán rất nhiều rau. Vâng. Đây là rau cải mèo phải không chị? Vâng, rau cải mèo này thì hơi bé nhỉ? Cái này là to rồi đấy chú ạ. Vâng. Có những cái loại rau nó to lắm, to như lá, nó to như bàn tay của mình. Đây là khu vực buôn bán quần áo, giày dép. Một số ít thì là bán các quần áo về trang phục của bà con dân tộc. Còn đa số ở đây thì là họ bán quần áo của người Kinh bình thường.
Ồ, mua táo mèo à? Bao nhiêu tiền một ký khô đấy? 3 ký 80 nghìn á? Thế rẻ anh nhỉ? Cái đấy chỉ ngâm rượu thôi. Vâng, nhớ là các loại rau là nhiều. Bí, rau cải. Cho cổng trò nhá. À, đây, rau, là rau bí. Ồ, oh, dưa chuột này. Dưa chuột. Đây là quả này là quả gì đấy cô? Thảo quả. À, thảo quả à? À vâng, đây là chính là thảo quả. Vâng. Thảo quả này về sẽ phải phơi khô đi đúng không cô? Hơi khô làm thuốc hoặc là ăn lẩu hoặc là mình nấu phở thì bằng thảo quả đấy. Vâng, cái này mới mất thời gian. Thảo quả này thì ở trên Yên Bái này trồng rất nhiều. Ba tiền một tù một cân. Ôi dưa chuột trông ngon quá nhỉ. Ta thâm nhập vào khu vực bán rau của bà con. Ồ, oh, rau su su này. Ồ, oh, măng. Măng này măng ngọt hay măng đắng hả chị? À, măng ngọt à. Măng này về luộc chấm hay nhỉ? Xào luộc đều được đúng không? Vâng. Gừng. Ổi găng. Ôi giời, bé này đã đi bán hàng rồi á? Bao nhiêu tuổi rồi mà đã đi bán hàng thay cho bố mẹ này rồi? Hai cô bé xấu hổ nên là cười đi. À, đây là rau má nhỉ? Rau má, rau má. Ờ, à, rau má. À. Vâng, rau má trông ngon quá. Đây à, măng ngâm ớt. Dạ, măng ngâm ớt. Ơ đây là quả đỗ này à, cũng là đỗ dèo nhưng mà nó màu nó khác nhỉ? Và lại màu khác. À. Trên này à, rau má. Có vẻ là nhiều. Đây chỉ là khu vực bán gà, bán vịt của bà con trên này. Đây là tía tô. Tía tô. Đây là khu vực bán đồ ăn chín. Gà lướng, cá lướng. Lướng là sở trường của người Thái rồi nhỉ chị nhỉ? Cá lướng. Dạ dạ, em đi xem ạ. Rồi ôi vất vả quá. Vừa bán hàng lại vừa phải điệu con như thế này thì vất vả quá. Đấy. Vất vả quá chị ạ. Đây khu vực bán đồ sống nhưng mà ít các gian hàng bày ở đây. À đây thịt lợn. Đây là lợn trắng nhưng phải lợn đen nhỉ? Trắng. À đây lợn đen. Lợn. Đây lợn đen là cái khổ mỡ nó rất dày nhưng mà mỡ nó ăn giòn và ngon lắm. Vâng. Mỡ dày. Ồ, đây là bò. Áo đỏ. Không, chỗ đấy thì đây là bò hay là bê ấy? À đây là bò à? Dạ. Lửa bò lửa bê á. À tức là con này nó nhỡ chưa già. Vâng. À được 22 tuổi. Vâng ạ. Măng ớt. Đặc sản mũ căng trải ấy. Đây là măng này, măng trúc ấy nhỉ? Có măng ớt này, táo mèo này. Vâng. Măng trúc. Thank you.
Vâng, đó là toàn bộ những khung cảnh về chợ buổi sáng ở trên thị trấn Mù Căng Chải. Chợ cũng không được to lắm, chợ nhỏ. Và muốn gửi tới toàn thể tất cả quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong một chương trình tiếp theo.